là mình chuẩn bị cái buổi lễ chào quốc kỳ nha anh chị. Này. Chào quốc kỳ của năm mới mỗi sáng chủ nhật lúc 9:30 do hậu vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện đồng tổ chức nghi thức dâng hương. Đồng xá bốn xá. Chào cây, chào.
đồng ca quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm, chào tay, chào. Ngày con ra nơi đứng lên đất đời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh biết gì thân ta. Xương máu giúp Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thao diễn nghỉ. Việt Nam
luôn bất khuất quật cường trước mọi kẻ thù tàn phá, xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những chiến sĩ đang căng trường tranh đấu ở quê nhà cũng như hải ngoại đạt được nhiều thắng lợi, giành lại tự do, nhân quyền và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đồng bào tại Việt Nam. Lá quốc kỳ nền vàng ba sắc đỏ, biểu tượng cho quốc gia Việt Nam, được sớm tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, nêu cao chất nghĩa ngàn đời từ Bắc chí Nam. Tất cả chúng tôi xin cúi đầu kính bái thao dĩa nghĩ. Sau đây mời ban quốc ca anh thư thiền nguyện lên hát một bài theo lời yêu cầu. Chị Vân lên đây với em với chị Quế. Theo yêu cầu mà thuộc bài gì? Việt Nam, Việt Nam, mời cô chú anh chị mình cùng thưởng thức nha. Việt Nam ơi, đường đất nước sáng ngời. Việt
bỏ xuống. Thầy ơi thầy, chị cầm cho chị. Nay mình 6 người thôi. Chị cầm cho chị không có mở lên. Không mở. Không tắt sao. Tắt nhà tắt đi. Mới lóc, mới thầy. Đứng giống nhau. Thầy nghĩ nghiêm thì nó cũng giống nhau. Bốn anh em bấm nè. Cho thầy đứng giữa đi. Thầy cứ đứng xếp giữa cầm lá cờ. Anh sẽ ra. Thầy phải đưa cao cái lá cờ lên. Dạ đúng rồi, thầy đứng cho cầm lá cờ. Thầy đứng xếp vô, con đứng kế anh tròn á. Anh cho xích ra. Sao có dùng đó nữa. Đúng rồi, thầy đứng chính giữa mà. Anh thấy. Đứng chính giữa, Văn Tỷ đứng kế bên tròn. Cờ của thầy á, thầy cho con mượn cái cờ cho chị, thầy mời thầy ở ngoài. Đúng rồi đó, chị Vân cầm cái cờ chính giữa đẹp á, để xuống chị, tại chị để như vậy mất cái hình à, hả, chị để thẳng chứ không có, đúng rồi, em không muốn mất cái hình của mấy chú ở dưới sau, đúng rồi, để vậy đó chị, đẹp lắm. Nghiêm, đầu tiên là nghiêm. Còn một tấm nữa nghỉ. Đây là hậu vệ không đây. Con đảo chúa con cũng rành mấy cái chùa, con đi nhà thờ cũng rành mấy chùa. Rồi cười anh Lộc. Chắc anh Lộc rồi, rồi thanh kia xong. Vậy 12 giờ tới phải không? 12 giờ mặc đồ số 1 này ha. Dạ rồi, một này đi. Dạ hả, sao hôm nay đi nhà thờ đi nhà thờ ra luôn, tại chị thấy lạnh đó.